form của Ninja 4 thì cũng phù hợp với anh em chơi xe này. Con này thì Odo chạy được 18.000 nhé. Bozin nhé, con này thì Bozin này. Z ngàn này lên đồ chơi cũng khá là nhiều nhé. Con này thì có lên cặp bô hai bên, bô Arau và khu. Hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng mô tô của anh Phong nè anh chị, để tiếp tục cập nhật cho anh chị em mình mô tô mới về ha. Và những mẫu mô tô còn bên trong cửa hàng rất là nhiều mẫu và nhiều phân khúc nha anh chị ha. Mình có coi được trong video này ưng được mẫu xe nào có thể mình đến địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương, cũng như là mình trực tiếp mình liên hệ qua số em có để trên màn hình luôn anh chị, 092 770 và 88 ha. Đó thì hôm nay mình sẽ cập nhật những mẫu mô tô mới về trước nha anh chị ơi. Hôm nay có cổ điển nè, như là có GZ mới về đó. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đồng hành với Quyền sẽ cập nhật cho các bạn mình. Rồi chào Quyền. Ok, chào các anh em nhé. Chào anh em quay trở lại kênh mình của Mỹ Mô Tô. Thì ngày hôm nay thì mình với Mỹ sẽ giới thiệu một số dòng xe mới về cũng bắt được cửa hàng và một số dòng xe phân khối lớn nữa nhé. Thì đầu tiên trước mặt anh em đây là một chiếc GZ Suzuki GZ 150A nhé. Chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2018. Con này thì chạy được hơn 3.800 cây. Con này dàn áo có nghĩa là xe còn rất là keng. Đó. Còn thùng zin, thùng bọc đầy đủ hết nhá. Đi có 3.800 cây thôi. Con này máy móc còn nguyên zin. Đồ xi liền lạc sáng bóng. Cực kỳ đẹp luôn. Xe đăng ký lần đầu năm 2018, hồ sơ thì đang rút rồi nhé. Máy móc êm ru thì thầm luôn này. Ok. Đó. Với chiếc xe như vậy thì bên mình đang bán với giá là 55 triệu nhé. Giá bên mình đã bao rút hồ sơ rồi, bảo hành máy 6 tháng. Và có hỗ trợ ship xe cho anh em luôn. Đấy, có trả góp và ship xe xa luôn nha anh chị. Mẫu này thì bên cửa hàng còn khá là nhiều anh em. Đó, bên cửa hàng vẫn còn khoảng gần chục con nữa. Có bảng 125 luôn á. Anh em mình có quan tâm thì mình liên hệ để coi xe nha. Cũng như là có thể bình luận bên dưới nha anh chị. Mình nhớ cho em một like cũng như là mình chia sẻ video với em nha. Đó là một chiếc Kawasaki Ninja 650. Chiếc này thì đăng ký 2021, đồng hồ LCD rồi. Xe này còn zin đủ chìa khóa hai chìa. Con này ô đôi được 10.616 cây. Con này bảng số cũng rất dễ nhìn, nói chung là 81 Gia Lai 00500 nhé. Đấy, biển số rất là đẹp luôn anh chị ơi. 00500. Chiếc xe này đăng ký năm 2021. Chiếc này mình đang bán với giá là 129 triệu, giá bao rút hồ sơ. Con này thì chủ xe có lên thêm cây bô độ. Bô zin còn đầy đủ hết nhé. Bô zin còn. Đúng rồi. Bô nổ khá là lớn. Bô nghe khá là lực luôn. Đó, 129 triệu con này bao rút hồ sơ, bảo hành 16 tháng. Kawasaki Ninja 650. Rồi, tiếp tục. Xe nào mới về? Về thêm hai chiếc R15V3. Chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2022 nhé. Con này thì bảng số 65 Cần Thơ. Con này chủ xe còn lên bộ tem chùm nhìn khá đẹp. Tem hoa văn họa tiết. Có lên thêm cây bộ AKR1 cộng thêm nữa là bảng số đút gầm và xi nhan độ đồ chơi, kính gió đồ chơi. Con này lên đồ chơi cũng cơ bản khá là nhiều. Đó. Cái bộ cũng khá là đẹp đó. Con này anh em về sẵn chạy thôi, khỏi cần độ thêm gì hết cả. Cây. Với chiếc xe như vậy thì bên cửa hàng mình đang bán với giá là 40 triệu thôi. Giá thì bao rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng. Rồi, tiếp theo G15V3 nha anh chị. G15V3 màu đen nhám nha.
Chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2018. Con này thì giá cũng cực kỳ rẻ. Con này bảng số 95 Hậu Giang. Chủ xe có lên thêm bộ tay côn, tay thắng, đồ chơi bóp khá là nhẹ ha. Đó, trước này xe hầu như là rẻ nhất trong hội L15 này. Con này chỉ có 31 triệu thôi, cực kỳ rẻ luôn. Con này có trả góp luôn không? Có trả góp đầy đủ. Với chiếc xe như vậy anh em chỉ cần trả trước 1-2 triệu là anh em có thể sở hữu xe rồi nhé. Tại vì xe mà dưới 30 triệu là không cần trả trước. Trả trước không đồng. Đó. Chiếc này 31 triệu thôi. Máy móc còn nguyên zin, bảo hành 6 tháng đầy đủ. Tiếp theo đó là Kawasaki là Z400 này. Chiếc này thì cửa hàng cũng khá là hiếm. Về con nào bán con đó này. Chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2022. Con này ô tô của nó đi được có 11.000 cây thôi, lên cũng khá là nhiều đồ chơi, gồm có khung bảo vệ chống đổ này và lên thêm cả bộ gù nâng tay lái này. Đó, con này dàn áo còn rất là keng luôn. Đó, lên thêm ba ga sau và thêm một cây bô AK là một silicon, bô zin đầy đủ hết nhé. Con này ô tô đi có hơn 11.000 cây thôi. Xe còn rất là chắc luôn nha anh chị. Xe còn rất là keng luôn. Nghe bô, nghe súng con, nghe cực kỳ ấm luôn nha. Con này thì bô zin đầy đủ hết nhé. Kiểu dáng của Z4 này thì ngồi nó cũng khá là dễ chịu nhé. Nó thấp, nó không có cao. Ngồi tư thế ngồi cũng rất là thoải mái. Đặc biệt là chủ xe có lên thêm bộ ghi lông nâng gù. Đó, thành ra thì nó không mỏi tay. Với chiếc xe bên mình, chiếc xe như vậy thì bên mình đang bán với giá là 97 triệu. Giá thì bên mình có bao rút hồ sơ luôn và bảo hành mấy 6 tháng. Có hỗ trợ ship xa và có hỗ trợ trả góp nhé. Ok nha anh em. Anh em mình có quan tâm mẫu xe nào thì mình cứ liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị. Rồi, đây có Mitsubishi. Tiếp theo đó là Mitsubishi XR này. Chiếc này thì bảng số 93 Bình Phước. Chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2019. Chiếc này thì bảng số 93. Con này thì giá cũng dễ thương, có 30 triệu thôi. Con này ô tô của nó đi cũng ít nhé, có 8.000 cây thôi nhé. Xe bô zin, nuôi zin đầy đủ hết. Chủ xe có lên thêm cặp chống đổ. Anh em nào fan Sugar XR với lại là G15V3 thì cứ đến cửa hàng thoải mái lựa nha anh em. Bên cửa hàng còn nhiều lắm, nhiều những mẫu này còn rất là nhiều xe nha. 30 triệu xe Sugar XR. Tiếp theo đó này, CBR ha. Tiếp theo đó là em CBR đăng ký lần đầu 2021 này. Chiếc này thì đi cực kỳ ít luôn, đi có mấy trăm cây thôi. Con này thì siêu keng, siêu lướt. Đó. Odo này, Odo đi có 502 cây thôi. Cực kỳ lướt luôn. Vỏ với gai gió còn dày cui, đĩa còn mới keng xà beng luôn. Chiếc này bảng số 63 Tiền Giang. Con này thì bên cửa hàng nó bán với giá là 53 triệu. Giá bên cửa hàng là bao rút hồ sơ luôn và bảo hành mấy 6 tháng. Có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ ship xe. Máy xe mới lắm nha anh em. Xe cực kỳ mới luôn nha. Vỏ ấy còn nguyên gai gió, chỉ vỏ còn nguyên nhé. Đĩa là không mòn, không có hình tượng hao mòn gì ha. Thì mới có 500 cây mà. 500 cây siêu lướt luôn. Đó là một rồi. Số mẫu xe mới về từ có mặt ở cửa hàng. Đây, tiếp tục thì mình sẽ cập nhật phân khối một số dòng xe phân khối lớn trong cửa hàng. Lớn đây. Đầu tiên là chiếc Honda. Chiếc này là bản Trail Spider. Con này thì nó tới 400 thôi. Con này máy V. Con này tới 400cc. Con này thì hồ sơ thì có sẵn rồi, anh em chỉ việc nộp hồ sơ đi bấm biển thôi. Đó, con này thì máy nghe cực kỳ lực và cực kỳ chất luôn nhé. Dành cho các chú nào mà thích kiểu dáng classic cổ điển. Máy về. Máy về nhé, nghe cực kỳ ấm luôn. Siêu mạnh luôn. Đó, siêu ngầu luôn nhé. Siêu ngầu luôn. Khá là đẹp luôn. Nhìn thấy ngồi rất là thoải mái luôn, kiểu dáng cổ điển.
bán với giá là 80 triệu rồi nhé. Nhiều Quỳnh? 80. 80 à? Dạ. Wow. Hồ sơ có sẵn luôn, anh em chỉ việc lấy xe và gặp hồ sơ bấm biển thôi. Đó, tiếp theo đó là Vulcan 650S này. Chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2016, bảng số 95 Hậu Giang. Con này chủ xe thì có lên thêm một cây bô độ full system luôn, và con này thì bô zin còn đầy đủ hết nhé. Có thêm một cặp túi da luôn kìa anh chị. Cặp túi da luôn. Bô nghe cực kỳ lực luôn nhé. Có 9.817 cây thôi. Hôm nay đi bên cửa hàng mình đang bán với giá là 130 triệu. Bô đỏ ấy, nó khá là to. Bô độ và bô zin còn đầy đủ hết nhé. Còn bô zin đấy ha? Còn bô zin. Rồi, ok luôn. Đó, con này 130 triệu bao rút hồ sơ luôn. Rồi tiếp theo này thì cái mẫu. Tiếp theo đó là chuyển qua mẫu Honda Beo thì Beo 300. Đó, con này là Beo 300. Con này thì bảng số 64 Vĩnh Long. Con này đăng ký lần đầu 2020. Con này đi ô đô cũng ít, không có nhiều nhá. Có lên cặp cái thùng cái thùng có lên thêm thùng cái thùng cảng luôn nha, và thùng cảng và chống đổ. Con này ô tô đi có 8.644 cây thôi. Đó. Và chủ xe thì có móc thêm cái bô nhẹ. Đấy, con này nhìn khá là liền làng, anh em có đẩy ra cho em coi nhé, màu xám. Đó. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Chị mình đi thì phải nói là khá là yên tâm ha. Yên tâm. Được nhập khẩu chiếc từ Thái Lan nha anh em. Chủ xe thì có lên thêm một cặp thùng này, và lên thùng và lên thêm bộ chống đổ. Với những xe như vậy thì bên mình đang bán với giá là 84 triệu nha. Giá thì bên mình có bao rút hồ sơ và bảo hành 6 tháng. Rồi, ok. Đó, tiếp theo đó cũng là một em Beo 300 này, chiếc này cũng màu xám bạc luôn. Con này thì ít là đồ chơi nè, nguyên bản con luôn. Con này là zin nguyên bản luôn. Chưa lên thêm đồ chơi gì cả. Trước đó thì đăng ký năm 2020, còn nó thì bảng số 86A1 Bình Thuận. Đó, xe còn zin luôn, chưa có lên thêm đồ chơi gì nhé. Trước này thì mình đang giảm còn 82 triệu thôi. Bô zin chưa móc trọc nhé. Đăng ký đợt đầu 2020, con này ô tô đi được 10.000 cây rồi nhé. Đó, tiếp theo đó còn Beo này, trước đây thì cũng 300 luôn. Con này đang giảm thì còn 82 triệu thôi. Con này thì đăng ký lần đầu 2020 luôn, biển số Sài Gòn luôn. Với bằng số Sài Gòn thì anh em rút hồ sơ sang tên về đâu thì cũng chỉ là 1% thuế thôi. Đó, mà trước đây thì nói chung trong cái đám thì Beo thì có em này là rẻ nhất. Chỉ có 79 triệu thôi. 79 à, em này được như có đầu bộ thôi. Đúng rồi, 79 triệu thì con này có chủ xe thì có độ thêm cặp đèn trợ sáng và chống đổ và độ thêm một cái bô hai nòng nữa. Chiếc này thì bảng số 60 Đồng Nai. Bần nó hơi yếu chút. Yên liền luôn nha chị ơi. Đó, lên yên liền luôn. Chiếc này chỉ có 79 triệu thôi. Tiếp theo đó này là mẫu xe đến từ Thụy Điển này. Đó là Husqvarna 400 401. Trước này thì xe thì chủ xe thì có độ thêm cặp đèn trợ sáng và cặp chống đổ hai bên. Và con này bô thì còn zin. Đó, còn zin hết luôn, kiểu dáng này khá là gọn nhá, xe 400cc khá là gọn luôn. Mẫu xe đến từ Anh Quốc nhá. Đấy anh em. Đó, tư thế ngồi thì cũng rất là thoải mái, chiều cao thì cũng rất là dễ ngồi. Xe này được chủ trước ta lên đồ chơi sẵn cho anh chị các bạn mình hết rồi. Chiếc xe như vậy thì bên mình đang giảm thì mới là chỉ còn 95 triệu thôi. Con này là Husqvarna. Con này 400cc. 401. À, bên đây còn chiếc nữa nè.
Đó, tiếp theo đó là em 401 này, con này thì chủ xe thì có lên thêm cây bô độ, bô A-Round và cộng phun cổ luôn. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2024. Mới đăng ký. Em này được lên cái tay giác. Lên thêm tay giác và lên thêm cái bô độ đây, coi bô độ rất là đẹp. Còn A401. Chiếc này thì bên mình cũng đang bán với giá là 95 triệu thôi, hai con đồng giá 95 triệu. Đó, mẫu xe đến từ Thụy Điển, Husqvarna. Rồi, ok nha anh em. Anh em nào quan tâm thì mình liên hệ nha anh chị. Mình xem tới chuyển đây. Qua mẫu cổ điển Classic này thì tiếp theo đó là chiếc Royal Enfield này. Chiếc này thì khách đặt cọc rồi nhá. Khách có cọc rồi. Rồi cho qua cọc okay. Bên đây này. Đó, tiếp theo đây này. Đây là cũng là Royal Enfield. Chiếc này thì con này 350cc, con này thì biển số 79 Nha Trang, đăng ký lần đầu 2018. Con này thì bữa nay cửa hàng đang giảm mà chỉ còn 65 triệu thôi nhá. Đó. Anh chị mình cần coi chi tiết xe nào mình có thể liên hệ nha anh chị ơi, được coi xe chi tiết lần nữa cho nó kỹ nha. Đó, chỉ còn 65 triệu thôi. Xe 300cc, mẫu xe đến từ Anh Quốc, Royal Enfield, chỉ còn 65 triệu. Đó, tiếp theo đó này là một chiếc Royal Enfield màu bạc. Chiếc này thì bình xăng thì có mạ chrome, nhìn khá là đẹp luôn và sáng nha. Đấy. Mình xăng có mạ chrome này, khá là sáng đẹp này. À. Chiếc này thì bảng số 61 Bình Dương, đăng ký lần đầu năm 2018. Chiếc này thì phân khối của nó là 500cc nhé, Royal Enfield 500cc. Con này thì bên cửa hàng mình bữa nay giảm chỉ còn là 75 triệu thôi. 75 triệu, cửa hàng bao rút hồ sơ và hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ ship xe. Đấy, bữa 80 nha anh em. Nay đang giảm khá là nhiều, 75. Trước là tới 85. 85, bữa nay giảm 10 củ luôn, chỉ còn giảm 75 củ thôi. Rồi, ok. Đó. Tiếp theo chuyển qua mẫu Royal Enfield. Chiếc này thì 500cc. Chiếc này thì có trang đời 2021, có trang bị thêm hệ thống đó là ABS nhé. Đó, chuyển mẫu qua mẫu này, đời 2021 thì có cải tiến hơn là có hệ thống ABS nhé, chống bó thắng. Chiếc này thì bảng số 60 Đồng Nai. Con này thì đăng ký lần đầu 2021. Bên con này thì bên cửa hàng mình đang bán với giá là 99 triệu. Đó, có trang bị thêm cả hệ thống đèn LED luôn này. Tiếng bồ phải nói là dòng này nổ nghe hầm hố lắm em ơi. Nghe khá là hay. Nổ như súng bắn luôn. Okay. Rất là hầm hố luôn nè. Đó, tiếp theo đó là bên mình còn hai chiếc MT03. MT03 thì có chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2021 này. Có nghĩa là con này đăng ký muộn, đăng ký trễ. Đó, con này thì xe còn zin nguyên bản, có nghĩa là bô zin đuôi zin. Chủ xe thì có trang bị thêm gắn thêm đồ chơi, gồm có tay côn, tay thắng kiểu và mão chân gió. Nó xe hai máy nha anh em. Hai máy, chiếc này 320cc nhé, gọi là MT03. Đó, nghe bô zin đuôi zin nghe khá là hiền hậu nhé, và nghe dễ chịu. Nói này anh em mình mét 60, 65 là đi ok rồi. Mét 60, 65 anh em một thoải mái, tại vì kiểu dáng MT thì nó là kiểu dáng snack bike, thành ra là ngồi sẽ không bị mỏi. Rồi, ok, con này nhiêu? Chiếc này thì bữa nay cửa hàng đang giảm chỉ còn 62 triệu thôi nhá. 65 này còn 62 này. 62 triệu. Bên mình tới 70 nữa. Đúng rồi. Xe thì bên mình bao rút hồ sơ và bảo hành 16 tháng. Có hỗ trợ trả góp. Trả góp và ship xe xa lâu. Đây, còn em MT03 nữa này. Đó, tiếp theo em MT03 này. Chiếc này thì đăng ký là 2017. Con này thì chủ xe thì có lên thêm cây bô AKR1. Đó, con này bữa nay bên mình giảm chỉ còn 58 triệu thôi. 58? 58 triệu. Lên cặp bô, cây bô. Đó, lên cây bô. Khá là mềm anh em. 57 đấy. 58 này lại xuống 1 triệu nữa, còn 57. Còn 57? Ờ, bữa giảm liên tục luôn. Tại vì dòng xe thì mình đang xả rất là nhiều. Anh em giá thì rất là dễ thương. Anh em nào có quan tâm mình tranh thủ nha. Mua trong dịp này nha anh em. Đó, tiếp theo đó là em Z3 này, chiếc này thì cũng mới về thôi, con này thì siêu keng luôn nhá, màu này cũng khá là đẹp này. Z300 nó màu xanh xanh dương này, chống đổ. Đó, đó xe này còn zin keng luôn nhá. Bô zin luôn em ơi. Đó, con này thì bô zin. Đó, bô zin đầy đủ hết. Con này thì bảng số 6 với 6 Đồng Tháp, con này thì bảng số cũng khá là dễ nhìn, bảng số là 06566, bảng số tới luôn nhá. Chiếc này hiện tại thì bên của mình thì đang bán với giá là 60
63 triệu thôi. Bên mình là bao rút hồ sơ và bảo hành 6 tháng. Chứ là anh em không thích cái sang tên thì bên mình có thể ký ủy quyền thoải mái nhá. Đó, bảng số đẹp thì nhiều khi anh em thích ủy quyền thì bên cửa hàng có ủy quyền luôn. Đó, ok ha. Màu khá đẹp luôn này. Khá đẹp luôn. Mâm màu liền là cái xe luôn. Đó, Z3 nhá. Xe zin nguyên bản nhá. Ô zin luôn. Dòng Kawasaki này, dòng 300 này đi cũng khá là ổn định nhỉ. Tại vì máy móc của nó thì cũng khá là khủng khiếp luôn. Tại vì cái độ máy của nó cực kỳ bền luôn. Z3 máy cực kỳ bền luôn nhé. Đó, xe thì có 17.255 cây thôi nhé. Rồi, ok, ok. Đó, tiếp theo là em Z3 này. Z3 này thì chủ xe thì có lên thêm một cây bô độ. Đó, trước này thì đăng ký lần đầu 2017, bảng số 69 Cà Mau. Chiếc xe này thì mình đang bán với giá là 60 triệu. Đó, con này thì lên của chủ xe lên cái bô rồi. Bô xin khá đẹp luôn. Rồi, tới cùng theo dòng 300 dáng thể thao sport đó là R3. Yamaha R3. Chiếc này thì phân phối nó là 320cc. Đó, con này thì bô zin đuôi zin đầy đủ nhé. R3 2018, bảng số 68 Kiên Giang. Chiếc này thì bên mình đang bán với giá chỉ có 58 triệu thôi. Giá 58 triệu thì anh em phải liên tưởng ngay đến là đó là một chiếc R15V4 nhé. Bằng một chiếc R15V4 155cc luôn nhé. Đấy, mẫu này hiện tại thì cũng khá là hiếm luôn nè. Rồi, ok. Tiếp theo đó là một chiếc xe Honda CBR 600. Chiếc này thì hải quan chính ngạch. À, tại con này là thanh lý hải quan. Con này thì đăng ký lần đầu năm 2003, bảng số 60 Đồng Nai. Con này thì bên cửa hàng mình cũng bán bao rút hồ sơ sang tên bình thường nhé. Thanh lý hải quan toàn quốc nhé. Đó, chiếc này thì bên cửa hàng đang bán với giá là 80 triệu nhé. Con này thì 4 máy. Bộ nó nghe lực lắm anh em ơi. Phải phơm dáng, phải nói cực kỳ là ngầu luôn. Hết bình trước. Bình con trước. Này hơi trong đây nó hơi chặt quá, không nên nào quay kỹ được nè. Anh em mình xem thông cảm nha. Bốn máy nhá, CBR 600 đăng ký lần đầu 2003, thanh lý hải quan. Chiếc này thì sang tên toàn quốc thoải mái luôn. Chiếc này bên em đang bán với giá là 80 triệu nhá. Con này nghe cực hay luôn và con này máy khá là êm luôn. Đó. Rồi, tiếp theo đó là R6N, dòng xe đến từ Kawasaki. Đó. Chiếc này thì nó là 650cc. Chiếc này bảng số 59 luôn. Con này đăng ký lần đầu năm 2015. Con này thì bên cửa hàng mình đang bán với giá là 86 triệu nhá. Giá bô này là có bô zin không? Bô zin. 86. 6, chiếc này thì bên mình bao rút hồ sơ luôn. R6N anh em ơi. Đây là 6N. Rồi, ok, à đi. Kawasaki. Phía dưới đó là mình còn hai em với lại là bên đây nữa nè. Còn nhiều xe khối lớn lắm nha anh em ơi. Đó, tiếp theo là hai em CB300 này, dòng xe Honda Snake 3, CB300. Chiếc này thì đăng ký 2020. Chiếc này thì bảng số 79 Nha Trang. Chiếc này mình đang bán với giá là 85 triệu rồi nha. Đó, xe thì chìa khóa zin đủ 2 chìa. Chủ xe có lên thêm cây bô. Bình nó hết xăng. Đó, chiếc này ô tô đi 4.713 cây. Đó, tiếp theo trong này cũng là em CB300 này. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2020, chiếc này thì bảng số 68 Quan Giang. Con này đang bán với giá 83 triệu thôi. Chủ xe thì có lên thêm cái bộ AKR1 slip on. Đó, anh chị nào cần coi chi tiết xe nào kỹ hơn có thể mình liên hệ với anh chị các bạn ha. Trong video chắc hẳn là xem chưa gọi cho mấy anh chị xem cũng thông cảm nha. Nhớ cho em một like như là một lượt chia sẻ nha anh chị. Đó, tiếp theo đó là em CBR250 này. Đó, chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2021 luôn. Chiếc này thì ô tô cực keng luôn nhé. Anh em nhìn hình đánh giá nhé. Đó, anh dắt ra cho em coi thoải mái chi tiết này. CBR250 xe đi có 1.400 cây thôi. Đăng ký lần đầu năm 2021. Bảng số 495 đồng, nó sẽ cực kỳ keng luôn nhá. Đó, vỏ gai gió này, lốp nhá, thì anh em nhìn thoải mái ha. Xe cực kỳ lướt luôn. Bô zin đuôi zin đầy đủ.
chủ xe thì có lên thêm cây chống đổ thôi. Mẫu này thường anh em gọi là hoa hậu phân khúc anh em. Còn chiếc này thì gọi là hoa hậu phân khúc 250 nhé. Đó. Đó, chiếc này thì bên cửa hàng đang bán với giá là 99 triệu nha. Bên cửa hàng mình giá bên trên là bao gồm và phí rút hồ sơ luôn nhé. Và bảo hành máy 6 tháng. Đó, tại vì nó đầy đủ công nghệ anh em. Con này thì có 250. Xài đầy đủ công nghệ gồm có là ga điện này và cộng thêm 3 chế độ chạy sport cộng nhé. Có 3 chế độ chạy nhé, chạy thể thao và chạy chế độ đường trời mưa và chế độ đường trơn trượt nhé. Đó. Sử dụng công nghệ đó là ga điện nhé, chứ không phải ga dây, ga cơ nhé. Ga điện nhé. Khá là nhẹ rồi nè. 250 thì thuộc dòng xe phân khúc hoa hậu 250, gồm nó là xe công nghệ. Chiếc này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 99 triệu, giá thì bên mình báo rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ. Rồi, phụ upside down, thắng ABS luôn nha anh em. Đấy. Đó, tiếp theo đó là dòng CBR500R. Chiếc này thì bản là tem HRC, chủ xe có làm, có nghĩa là xe là sơn trong đại lý hãng ra. Nó là sơn theo bản tem, nó là tem HRC nhá. Đó, nhìn cũng khá là đẹp luôn, để mình dắt ra quay cho anh em coi. Bản này là 500 anh em. 500G. Cũng hai máy luôn nè. 250 thì cũng hai máy anh chị. Hai máy nhá. Đó, chiếc này thì đăng ký lần đầu năm 2020. Đó. Hai máy CBR500R. Con này nhìn bộ phận của nó cũng khá là đẹp nhé. Nhìn hai máy thôi nhưng mà nó thuộc vào dòng dạng cũng đẹp này. Anh em có thể thấy không? Con này đi có 2.300 cây, cực kỳ lướt luôn nha. 2.300 nha anh em. Con này thì kiểu dáng của nó thì thiết kế cũng khá là bắt mắt này. Và nhìn nó cũng vừa với cái tốc độ đối với cái 500cc thì anh em đi thấy nó rất là ổn định. Dòng này đi nó không có bị hốt ga nhiều, tại vì dễ xử lý hơn. Đấy. Đó. 500cc, con này thì mình đang bán với giá là 105 triệu nhá, bảng số 60 Đồng Nai, đăng ký lần đầu 2020, Odo siêu lướt đi chỉ có 2.300 cây thôi. Tính ra thì giá chênh lệch với 250 đã có bao nhiêu rồi anh chị các bạn? 6 triệu à? 6 triệu, nói chung là CBR500R. Có được 500cc em đi luôn. Rồi, đó, okay. Tiếp theo đó là Ninja Kawasaki Ninja 650 này, con này là 400. Đó, 400 thì bữa nay về mình có 2 chiếc, chiếc này thì đăng ký lần đầu 2019, con này bảng số 86 Bình Thuận, con này bữa nay em đang bán với giá là 88 triệu nhé. Giá thì bên mình báo rút hồ sơ và bảo hành máy 6 tháng đầy đủ nhé. Ninja 400, con này thì chủ xe thì có lên thêm kính gió độ, chống đổ và lên thêm cả cây bô AKR3. Đó, nghe cũng rất là lực để nổ thở tính máy ha. Sơn trên xe nó là còn rất là đẹp, mới luôn nha anh chị, bóng lắm. Hôm nay thì bên mình đang bán với giá là 88 triệu nhé. Ninja 400, đăng ký lần đầu 2019, bảng số 86 Bình Thuận. Đó. Tiếp theo đó là cũng em Ninja 400 này, chiếc này thì màu đỏ. Con này lên cây bô gì không? Con này thì lên cây bô AKR1. Đó, nghe cũng khá là hay này. Đây, để dắt hẳn ra ngoài cho anh em coi nhé. Màu đỏ cũng khá đỏ là may mắn luôn. Đó. Đó là cái bô khá đẹp, mà đẹp mắt này. Và kiểu dáng form của Ninja 4 thì cũng phù hợp với anh em chơi xe này. Khi lần đầu 2019, con này thì bảng số Sài Gòn, anh em sang tên về đâu thì giá thì cũng chỉ là 1% thuế thôi. Con này thì một cửa hàng mình đang bán với giá là 90 triệu. Mẫu này thì cũng hai máy nha anh em, cũng hai máy nhé, trang bị hệ thống ABS đầy đủ nhé. Đó, con này đuôi còn zin, chủ xe lên cái bô thôi.
Rồi ok, tiếp tục về gần trước là còn khá là nhiều xe của Kawa ha. Với lại Honda nha anh em. Đây. Đây, tiếp theo đó là cũng là Ninja 650. Biển Sài Gòn luôn. Đó, Ninja 650, chiếc này thì đăng ký muộn lần đầu là 2021, con này thì khoảng số 5933 27336. Chiếc này thì bên mình đang bán với giá là 133 triệu nhá. Đó, chủ xe thì có lên cặp đèn trợ sáng này. Và lên thêm cặp chống đổ luôn. Dòng xe đến từ Kawasaki nhé, Ninja 650, trang bị đồng hồ LCD. Rồi, ok. Đó, tiếp theo đó là cũng là Ninja 650 luôn này. Chiếc này thì cũng bảng số Sài Gòn luôn. Con này thì đăng ký lần đầu năm 2021 luôn. Con này thì, con này đi cũng ít thôi. Con này Odo đi có 3.741 cây thôi. Đó. Con này chủ xe thì có trang bị thêm cây chống đổ. Đó, Odo cực kỳ lướt luôn. Xe khá đẹp đàn lạc luôn. Đây, Odo đi được 3.700 à? 3.700. Đây nè, mặt đồng hồ đèn LED rất là đẹp. Đồng hồ LCD. Chiếc này đi bên cửa hàng mình đang bán với giá là 140 triệu nhé. Xe nguyên bản zin luôn nha anh em. Con này zin nguyên bản nhé. Chìa khóa còn đủ 2 chìa nhé. 2 chìa luôn nè. Rồi tiếp tục. Đó, tiếp theo đó là dòng xe đến từ Honda này. Chiếc này thì kiểu dáng touring nhé. Dành cho những chú nào thích cung đường phượt này hoặc là đi xuyên Việt này. Chiếc này CB500X nhé. Con này thì chủ xe lên trang bị cũng khá là nhiều đồ chơi, gồm có trợ lực all-in, khung chống đổ bảo vệ thân sườn lốc máy và lên thêm cặp đèn trợ sáng này. Và chủ xe thì có lên thêm một cây Bojoshibura slip-on, con này thì bojin đầy đủ hết nha. Con này thì hồ sơ thì bữa nay em đang rút rồi. Máy còn rất là mới luôn. Đó, còn cực kỳ đẹp luôn. Trợ lực thôi. Đó, lên thêm cặp trợ lực lái này, đi khá là nhẹ luôn nha. Odo con này đi được 6.942 km. Âm thanh con này lên Bojoshi thì cũng khá là tầng ấm. Con này thì Bojin đầy đủ hết nhá. Kiểu dáng touring. Còn Bojin luôn nha chị các bạn ơi. Chiếc xe như vậy thì dành cho những cung đường người ta thích đi phượt, đi trải nghiệm này. Đó, đi xuyên Việt. Hầu như kiểu dáng này cũng khá là nhiều trong những đoàn tour này, trong những đoàn xuyên Việt của Việt Nam thì hầu như CB500X là cũng khá là nhiều. Đúng rồi. Đó. Chiếc này thì bên cửa hàng đăng ký lần đầu 2020, con này hồ sơ đang rút rồi. Con này thì bên cửa hàng đang bán với giá là 145 triệu nhá. Rồi, lớp xe còn rất là dày nha anh chị. Cực kỳ mới luôn, ốc tán sáng luôn là đẹp luôn ha. Đó, tiếp theo đó là CBR600R. CBR650. Con này như là lên form ngàn đúng không? Con này 650R. Con này thì chủ xe thì có lên thêm bộ ốp đuôi này. Ốp đuôi ngàn này. Ốp đuôi ngàn và có in solo luôn. Con này chủ xe thì có lên thêm một bộ cây bô độ nữa, full system luôn. Lên thêm bô và đèn trợ sáng, chống đổ. Có số Sài Gòn, lên thêm bộ số gảy luôn nhé. Đó, số gảy này thì rất là nhẹ luôn này. Đó. Rồi chống đổ chợ sáng có đầy đủ hết anh em. Chiếc này thì đăng ký lần đầu 2020 mà số Sài Gòn, lên thêm bô đầy đủ hết. Máy xe 4 máy bô nghe rất là đã luôn. Trong này máy móc còn zin chưa đụng chạm nhé. Con này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 163 triệu nhé. Rồi tiếp tục đến 4 máy nha anh chị. 4 máy thì đây bên mình có tiếp theo đó là kiểu dáng Sonic này, gồm có là CB650R này. Con này thì hồ sơ đang rút rồi, con này đăng ký lần đầu 2019.
Đó, chủ xe thì có lên thêm một số đồ chơi cơ bản gồm có khung chống đổ bảo vệ lốc máy này và có ba ga. Con này thì chìa khóa zin đủ 2 chiều. Con này thì ô tô chạy được 18.000 rồi nhé. Bô zin nhé, cái này thì bô zin này. Con này bô zin thì khi lên tua cao thì khá là zin luôn nhé. Rồi, ok. Đó, chiếc này thì bên cửa hàng mình đang bán với giá là 160 triệu nhé. Hồ sơ thì đang rút rồi nhé. Rồi, tiếp theo là tới Kawa nha anh chị. Z900, Z1000 nè. Kawasaki này. Tiếp theo là bản này. Con này là Kawasaki Z900 nhé. Con này thì đăng ký lần đầu 2019 này, bản số Sài Gòn. Chống đổ này thì sáng. Lên thêm bộ khung chống đổ bảo vệ lốc máy này và chống đổ sườn và lên thêm cả đèn trợ sáng. Chủ xe có lên thêm bộ cây bô luôn nhé, bộ SC luôn. Con này thì bao gọi là lực luôn, chìa khóa zin đủ 2 chìa. Đó, Odo đi con này được 24.262 km. Rồi. Đó, ok. Bộ SC ngay cực kỳ lực luôn nhé. Sài Gòn cũng rất là dễ nhớ, 22282 từ quý 2 luôn nha. Đấy, biển số rất là đẹp nha anh chị, 22282. Chiếc xe như vậy thì bên cửa hàng mình đang bán với giá là 159 triệu nhé. Giá thì bên cửa hàng mình có bao rút hồ sơ. Rồi, tiếp theo Z900 này. Z9 này thì con này đăng ký lần đầu 2017 này. Con này thì bảng số 6 Bắc Bình Dương 00636. Con này cũng lên số đồ chơi cơ bản gồm có bô và chống đổ. Không có chạy sáng. Có bô. Em này là chưa có chạy sáng. Con này giá cũng dễ thương thôi, chỉ có 140 triệu thôi là anh em có thể sở hữu được Z9 rồi nhé. Z9 2017. Rồi, đó. Đây mình có Z1000 nữa nè anh chị ơi. Con này lên bôn gì thì lên cái bộ đồ thì nghe khá là hiền nhé. Con này thì bên cửa hàng mình đang bán với giá là chỉ là 140 triệu thôi. Giá đây bên cửa hàng là báo rút hồ sơ. Còn 140 à? Còn 140 thôi. 145, bữa nay giảm 5 triệu là 140. Rồi. Đó, tiếp theo đó là Z1000. Z1000 này lên đồ chơi cũng khá là nhiều nhé. Con này thì có lên cặp bô hai bên, bô around và khung bảo vệ ốp lốc máy, chống đổ này. Đó, đầy đủ đồ chơi hết nha. Z1000 hôm nay là còn có một chiếc anh chị. Một chiếc một thôi. Bữa bớt vài chiếc là có khách lái luôn rồi. Này thì đăng ký 2014, chiếc này thì đang rút hồ sơ rồi nhé. Đó, lên đồ chơi khá là nhiều này, gồm có bảo vệ bô này, đuôi này và khung bảo vệ ốp lốc máy này, chống đổ này và bảo vệ bướm ga này. Đó. Rồi anh em mình chịu khó cho em một like cũng như là mình chia sẻ video cho anh chị các bạn. Nghe bô cảm ơn anh chị mình rất là nhiều nha. Nghe cực kỳ hay luôn nha. Trời khá là nhiều. Chiếc này thì bên cửa hàng mình đang bán với giá là 157 triệu nhá. Chiếc này thì hồ sơ đang rút rồi nhá. Có chạy góp và ship xe xa luôn nha chị ơi. Và tất cả những mẫu xe mới về như là xe phân khối lớn thì em Vũ Quyền cũng đã cập nhật hết ha. Anh chị mình còn thắc mắc quan tâm thì có thể mình liên hệ qua số trên màn hình để được tư vấn chi tiết rõ ràng hơn nha anh chị. Cũng như là mình có thể đến địa chỉ là 64 Nguyễn Chi Phương, Dĩ An, Bình Dương ha, để trực tiếp coi xe luôn. Chắc lẽ là mình cũng tạm dừng video ha Quyền. Ok, kết thúc. Chào anh em nhé. Rồi, cảm ơn Quyền và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.